Thưa quý vị và các bạn, nấm là loại thực phẩm rất tốt cho sức khỏe. Từ nấm có thể chế biến ra nhiều món ăn ngon, hấp dẫn và bổ dưỡng như các món nấm xào, nấu canh, thả lẩu. Trong chuyên mục món ngon cuối tuần, chúng tôi xin giới thiệu cùng quý vị và các bạn món nấm thủy tiên hấp xì dầu, một món ăn chay được nhiều người ưa thích. Thịt nấm thủy tiên nâu dai, giòn, có vị đắng nhẹ, rất thanh. Nấm thủy tiên có thân và mũ nấm màu trắng. Do chứa nhiều axit amin nên nấm thủy tiên trắng có vị ngọt hơn so với nấm thủy tiên nâu. Nấm thủy tiên là thực phẩm chứa nguồn vitamin D tự nhiên dồi dào. Theo nhiều nghiên cứu khoa học, cũng giống như da người, nấm chuyển hóa được tia cực tím từ mặt trời thành vitamin D và quá trình chuyển hóa đó vẫn tiếp tục kể cả khi nấm đã được thu hoạch. Sau khi nấm mua về, bỏ nấm ra khỏi túi bọc và để chúng ngoài trời trong khoảng 15 đến 30 phút trước khi chế biến, nấm sẽ cung cấp lượng vitamin D tối đa. Trong nấm thủy tiên có đến 90% là nước, nguồn cung cấp dồi dào các axit amin có lợi cho sức khỏe nhưng lại rất ít chất béo, đường bột. Các chất này làm tăng cảm giác no bụng, giảm cơn đói nên là thực phẩm lý tưởng dành cho những người ăn kiêng, ăn chay hoặc mắc bệnh tiểu đường. Các nhà khoa học cũng chỉ ra rằng nấm thủy tiên giúp ổn định hoạt động chuyển hóa đường của insulin, giúp gluco được chuyển hóa thuận lợi hơn. Nhiều công trình nghiên cứu đã chỉ ra rằng với nguồn B-glucan dồi dào, nấm thủy tiên giúp kích thích các tế bào miễn dịch từ ruột, từ đó làm tăng khả năng miễn dịch. Một số nghiên cứu còn nêu rõ hiệu quả ức chế tế bào ung thư nhờ chứa chất kháng khối u triterpenes và hợp chất polysaccharides của nấm thủy tiên, đặc biệt là nấm thủy tiên nâu. Nấm thủy tiên là thực phẩm dễ chế biến thành những món ăn thơm ngon hấp dẫn, có thể dùng nấm thủy tiên để nấu cháo, bột cho bé nhằm tăng hàm lượng dinh dưỡng, dùng làm món xào, súp. Xin chào các bạn, hôm nay nhà hàng chay Phù Đồng gửi tới các bạn món nấm thủy tiên hấp xì dầu. Để thực hiện món nấm thủy tiên hấp xì dầu, chúng ta cần những nguyên liệu sau: nấm thủy tiên trắng, ớt sừng đỏ, sả, lá chanh và các gia vị gia giảm, hạt nêm nấm, nước mắm, đường, hạt tiêu, tương ớt, xì dầu. Trước hết chúng ta thái sả. Sả chúng ta cắt nát mỏng. Khi các bạn mua sả về, các bạn phải bóc cái vỏ già ở bên ngoài và cắt gốc sâu ở trong, lấy mỗi phần non. Như thế thì khi làm món nấm, sả sẽ không bị dai. Ớt sừng chúng ta thái chỉ. Trước khi thái các bạn bỏ hạt đi. Lá chanh chúng ta đang thái chỉ.
chúng ta cho một xíu dầu vào chảo. Cho xả vào đảo trước. Các bạn đảo đều, khi thấy xả có mùi thơm thì các bạn cho lấm thủy tiên vào đảo cùng. Khi cho lấm vào chúng ta phải đảo đều và cho thêm một xíu nước. Để món nấm được thêm đậm đà, chúng ta đem ít gia vị gia giảm, hẳn nêm nấm. Một ít đường. Một xíu nước mắm. Một ít xì dầu. Để màu sắc món nấm hấp đẹp hơn thì chúng ta cho thêm một ít tương ớt. Chúng ta đảo đều. Trong quá trình đảo, chúng ta thấy lấm chuyển sang màu đục thì chúng ta cho ớt sừng đỏ vào. Trong quá trình đảo, chúng ta thấy mùi thơm của lấm và các gia vị bốc lên thì chúng ta cho tiếp lá chanh vào. Đảo đều và tắt bếp đi. Sau khi đã thực hiện món nấm hấp xong, tôi tiến hành cho ra đĩa. Để món nấm hấp này thêm bắt mắt và ngon hơn thì chúng ta có thể đờ co đĩa. Vừa rồi tôi đã thực hiện xong món nấm thủy tiên hấp xì dầu. Ăn kèm với món nấm thủy tiên hấp xì dầu này, chúng ta có thể ăn kèm cùng với nước mắm. Món nấm thủy tiên hấp xì dầu này rất thích hợp cho chúng ta ăn với cơm trắng.
Như vậy, chúng ta đã vừa hoàn thành xong món nấm thủy tiên hấp xì dầu. Chúc các bạn thực hiện thành công. Xin chào và hẹn gặp lại.